À, có công nào vô được rồi. Đấy, cháu Không biết. chào bác Cầm với bác Peter Phượng nha. Ok, chào bác Rồi, Cầm em chào ơi. con. Rồi, Ok. cháu hơi tối ạ. Sao vậy? Vâng, Vâng. 12, 11 giờ sáng Gõ rồi, đèn tối lên chứ. rồi sao? Không Tối được, đối với tao là rồi một thanh. sao? Cho hai bác vào diễn đàn nhá. Và hôm nay có cái Rồi. dịp lên nói chuyện với hai bác. Hâm mộ hai bác lâu rồi. Chào anh. Hai Vâng. Trước cháu có lên tham gia một lần nhưng mà cái mạng của mình nó kém. Ừ. Tại ông chủ đài này ông không có đóng tiền Vâng. internet Nhắc thì từ vô internet Việt Nam là vô địch đó anh, I công ty know. đâu có internet đâu, vô địch Sao mà tôi đấy. nói chuyện bởi Ừ. vậy tôi nói cái hôm mà ông gửi tôi cái clip gì của mấy ông kia ông bảo là Việt Nam mày không có tự do internet, Không sao mấy thằng khùng á, quá mấy cái thằng ông đâu, nội tự nó hôm chấp nay mẹ vô gì. địch. Hôm nay có dịp lên diễn Ok, đàn mời anh, rồi hai bác nói mời về con. chủ đề là dân tộc ở miền núi ấy, thì cháu Ừ. cũng chia sẻ một chút. Chắc có lẽ hai bác cũng biết là mọi người có người biết người không, thì cháu là sinh ra ở lớn lên ở Tuyên Quang, nó là thuộc mạn phía phía bắc của đất nước ấy, gần Hà Giang Ok. ấy ạ. À rồi rồi, Và ok. Ừ. tức là những cái chính sách nhà nước đối với dân thì cháu sinh ra và lớn lên đấy thì cháu được hưởng và cháu cũng biết ra rất là rõ. Thì là cháu cũng chia sẻ luôn là thực sự từ ngày xưa bọn cháu sinh ra và học hành ở trên đấy thì nhà nước rất là chăm lo từ cái thời cháu còn đi học. Nên là bác phải biết là bây giờ ấy, học sinh đi học còn có lương ấy, bác nói nhiều Wow. người không biết là trên cháu là đi học là có tiền ấy. Ui. Vâng. Wow. Tức là nhà nước khuyến khích đồng bào dân tộc trên đấy, có những đồng bào dân tộc như là Hơ Mông này, Nùng, Thái này, Dao này, nó có mấy dân tộc đấy. Tức là những người đồng bào người ta như bác nói là trên núi người ta quen canh tác ở trên núi, người ta không muốn đi xuống những khu đồng bằng người ta làm ăn đấy. Thì là con cái người ta cũng bắt ở trên nương ấy, tức là không không muốn cho đi học, thì người ta hiểu biết kém ấy. Thì là nhà nước khuyến khích là đi học là sẽ có tiền, thì là bố mẹ là cứ bảo một con học đi học sẽ có tiền có gạo, và nhà nước rất là chăm lo như thế. Và có rất nhiều cái ưu đãi như trên cháu giờ vẫn còn cái diện là 135 đấy, 45, tức là những vùng khó khăn đấy, thì người ta có một cái dự án là như là 135, nó có cái chữ cái số như thế để người ta hiểu, người ta biết đấy. Tức là đường xá trường trại nhà nước cung cấp, tức là bê tông là giải tận nhà luôn, vào ngõ rồi là vào xóm, chỗ nào có đường là sẽ có bê tông hiện tại bây giờ ấy. Và ngày trước ấy thì là ví dụ như trồng trọt cái vấn đề gì đấy, trồng trọt là nhà nước cung cấp phân cho, đường xá là cho xi măng để đổ, chỉ cần đi lấy cát đi sỏi về thôi đấy. Nó có rất nhiều cái nhà nước tài trợ như thế, và diện là vay vốn là không không có lãi đâu, cho là hòa người ta cho vay không có lãi luôn ấy. Những dự án cho vay phát triển nông thôn ấy, cho nên là nói chung là những nhiều người người ta cứ quay cái cảnh là đồng bào khó khăn hay là trẻ em không có quần áo mặc ấy. Thực tế những người đấy người ta cái hiểu biết cái tiếng Kinh người ta không nói được, hay là người ta sống biệt lập ấy. Thì người ta khó khăn là đúng khó khăn thật, vì nhà nước không không tài trợ được, hoặc là có tài trợ nhưng người ta không biết chi tiêu. Ví dụ như bác nói là cho tiền không biết tiêu đấy. Đúng rồi, thì các Vâng, bà cho tiền không biết tiêu. không biết Vâng. tiêu. Tức là giống như kiểu là nhà nước cho con cá, chứ là chỉ biết ăn chứ không phải là cho cần câu mà cho hẳn con cá luôn đấy, chứ là chỉ biết là gọi là ăn tiêu thôi đấy. Cho nên người ta không biết là lấy đồng tiền đó để canh tác hay là mua cái này cái kia rồi phát triển cây cối lương thực đấy bác đấy. Và thì tầm hiểu biết của cháu là như thế. Ngày trước thì cháu cũng đi học rồi cũng được nhà nước tài trợ sách, cho sách giáo khoa thì là cho miễn phí đấy ạ, không phải mua ạ. Và như thế Rồi, đấy, lại cảm cho chia ơn sẻ con chút. đã cảm Cảm ơn ơn bác con ạ. chia sẻ những người con là người trong nước, là người ở Vâng. ngoài Bắc, ở giáp giới những cái tỉnh, bây giờ sống chung với những người đồng bào thượng, để con nói ra Vâng. tiếng nói. Chứ còn thí dụ như mà bác mà nói á, thì cái bọn bên kia nó sẽ nói ô tưởng gì thằng này nó láo nó xạo này kia, mà mặc dù là tao đã đi rồi, tao đã quay phim rồi, Vâng. tao đã chứng kiến những cảnh rồi, nhưng mà cái bọn mà chống phá đất nước mình là thì thường lúc nào nó cũng lấy một cái đề tài Đúng rồi bác. người Vâng. dân đến chứ. Vì đó ra thì còn, bác cũng cảm ơn con đã chia sẻ lên, để chia sẻ người thật việc thật Vâng. để vấn đề này.
để nó sáng tỏ, để đập tan những cái luận điệu mà nó cứ nói là Việt Nam mình là đã bỏ đói dân rồi, nói chung là bao nhiêu cái thứ gì mà hay nó nói được là nói, nó lôi ra những người đồng bào mà đúng rồi tao giống như giờ nãy vậy bác, cái con nói là những người đồng bào rất ư người thượng, họ rất ư là hiền và họ rất là thật thà và họ dân tộc sống du canh du cư mà rồi mà nó đưa mấy người ra. Và bây giờ nghe nói là có những thế lực thù địch là nó ở trên Tây Nguyên đó, họ là nó không ở dưới này thì họ không lừa gạt được, nhưng mà nếu mà ở trên những vùng sâu vùng xa như con nói, cái sự nhận thức và hiểu biết về trình độ họ không có, những người sống vậy thì họ truyền vào trong đầu họ có những cái, chỉ cần cho 5-3 ký gạo ăn là người kia kia đâu có biết đâu, tưởng là chắc là lẽ là nó là tốt nhất trên đời, các cái đồng xong rồi nó kêu nói làm gì làm cái đó, rồi làm có những cái chuyện mà sai về mặt luật pháp của chính quyền, rồi nói chung là bị tù bị đày rồi, nhưng mà chắc chắn là những người đó chắc là nhà nước mình cũng không có bắt vớ làm cái gì cũng bị rồi, nhưng mà cái điều là mình phải ngăn ngừa những cái điều đó, mình ngăn ngừa cái bọn xấu vào nó đầu độc đó con, để vậy đó. Ok, vì vậy mà ngày trước có cái vụ bạo loạn người đồng bào H'mông ở trên cháu với ở trên mạn Hà Giang ấy ạ, tức là bàn thờ tổ tiên là nó truyền cái đạo gì của bên nước ngoài, là bàn thờ tổ tiên là cứ vứt hết ra suối ấy, là trời người ơi, tôn thờ cái đạo đấy vào đó. Trong tất cả nó tụ tập vào trong cái hang đấy, xong rồi là truyền đạo là đọc kinh đọc thánh trong đấy. Ngày xưa là có cái vụ bạo loạn đấy, xong cùng dân bộ đội nhà nước mình dẹp được đấy. Đó là con thấy rõ ràng dân không? Mình không Nó hiểu biết chỉ đấy bác. cần là những cái người dân nào mà không hiểu biết là vào là bắt đầu nó truyền đạt những cái tư tưởng Dạ đúng rồi. rất là chống phá nữa Việt Nam mình. Bác Vâng, cảm ơn con đã trên chia sẻ những cái điều cảm ơn mà thiết bác. thực. Cảm ơn Rồi bác ok diễn đàn con. ạ. Cháu Rồi con. cảm ơn bác, chào bác. Rồi ok con.